Video địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm cái ứng dụng Kodi, một trong những ứng dụng giải trí online trên những cái dòng đầu phát nền tảng Android. Và ở đây mình có cái ứng dụng Kodi đã được cài đặt sẵn cùng những cái add-on của nó và trên cái chiếc Honda Q14. Thì cái cách cài đặt Kodi cũng như là những cái add-on cho cái ứng dụng này mình đã có hướng dẫn các bạn trong cái video clip lần trước. Và ở cái video clip lần này mình sẽ tiến hành trải nghiệm cái khả năng giải trí online của nó. Đấy. Thì với cái ứng dụng Kodi thì đây là cái màn hình home screen của cái ứng dụng Kodi. Thì bạn có thể duyệt những cái file offline lẫn là online trên cái ứng dụng Kodi này. Thì hiện tại cái bản Kodi mới nhất là bản 15.1, thì bạn có thể cập nhật dễ dàng. Thì cái bản Kodi mình đang chạy chỉ là 14.2 mà thôi. Đó, các bạn nghe list 14.2 thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành giải trí với những cái add-on của Kodi đã được cài đặt sẵn ở đây. Đó, thì mình sẽ xem TV online. Thì xem TV online cũng là một trong những cái tính năng hết sức là thú vị khi giải trí online từ những cái ứng dụng mã nguồn mở như Kodi này. Đó. Thì Kodi là cái tên của SPMC đã được đổi lại sau 12 năm hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ mở cái kênh HTV7 ở chất lượng HD 720p này. Đó. Và dĩ nhiên để việc giải trí online của bạn được mượt mà và không bị lắc giật thì bạn cần phải đăng ký một cái gói internet chất lượng hơn. Thì cái gói đề nghị của mình là khoảng từ 8 đến 12 mê là có thể tuyệt vời nhất rồi. Nó chất lượng rất là đẹp. Cũng phải, võ công của Thổ Hành Tôn đúng là không được cao cho lắm, nhưng mà bản lĩnh động thủ của cô ấy thì không người nào sánh tầm. Đó, thì để thoát ra bạn bấm stop chỗ này. Thì như bạn thấy ở đây cái add-on HTV Online này có đến hơn 20 kênh để giải trí. Bạn có thể tùy chọn những cái kênh cũng như là cái chất lượng ở phía sau này. FBNC để xem tin thị trường. Còn rất là nét. Rồi. Thì ngoài khả năng xem TV online thì bạn còn có thể giải trí xem phim online với cái ứng dụng Kodi này. Thì bây giờ mình sẽ xem phim online thông qua những cái add-on được cài trên Kodi này để xem coi cái nó như thế nào. Thì ở đây mình có những cái mã nguồn mở của những trang web này, thì mình sẽ chọn một cái trang web để giải trí xem phim online xem nó như thế nào. Thì có những cái thể loại phim ở đây bạn có thể lựa chọn. Thì sau khi là lựa chọn thể loại phim thì nó sẽ hiện lên những danh sách phim. Thì mình sẽ chọn lại một phim ngừa băng. Đó, tốc độ nó cũng khá là tốt. Trong quá trình sử dụng thì chắc chắn bạn có sẽ gặp được những cái add-on mà có mã nguồn không hoạt động. Thì đó là những cái mã nguồn nó đã bị chết rồi. Thì bạn có thể dễ dàng cập nhật những cái mã nguồn mới từ cộng đồng Kodi tại Việt Nam. Anh em chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể download về và update cho những cái add-on đã bị chết đó. Đó, thì với Kodi thay vì bạn phải cài đặt từng những cái ứng dụng riêng lẻ thì đây là một cái ứng dụng giải trí tổng hợp rất là hiệu quả. Nó tập hợp những cái mã nguồn giải trí của những cái trang web hiện nay. Đó. Đây là tập 2. Nhìn chung phim xem cũng khá là nét. Mặc dù chỉ là SD thôi nhưng mà cái việc trải nghiệm cũng khá là tốt.
Rồi, thì ngoài xem TV online, xem phim online thì bạn còn có rất là nhiều những cái lựa chọn, chẳng hạn như là nghe nhạc online. Ở đây có những cái add-on cho nghe nhạc online. Đấy, thì là bạn còn có thể xem YouTube rất là nhiều. Đấy, chẳng hạn như mình mở cái ứng dụng YouTube, cái add-on YouTube này lên. Đó. Thay vì phải cài cái ứng dụng YouTube riêng lẻ thì bạn có thể sử dụng cái Kodi này với cái add-on YouTube để giải trí một cách tiện lợi hơn. Đấy. Đó, chẳng hạn như mình có những cái tìm kiếm này rồi thì mình sẽ demo cho bạn thấy. Đó, thì nó sẽ hiện ra kết quả, bạn chỉ cần chọn và xem thôi. Đó, thì trong quá trình trải nghiệm với Kodi hay là trong quá trình cài đặt với Kodi có những cái điều gì thắc mắc thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 186 hoặc đến trực tiếp Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 46 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận để được nhân viên của Vida tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách tận tình nhất. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn. Show you.